Nữ vận động viên leo núi Uran, người mà thi đấu không đeo khăn trùm đầu hi chạp đã trở về nhà. Nữ vận động viên leo núi Uran Enara người đã gây ra tranh cãi khi tham gia một cuộc thi quốc tế mà không có khăn trùm đầu, đã trở lại Uran để cổ vũ những người ủng hộ cô và xác nhận trong các tuyên bố với truyền thông nhà nước rằng cô đã vô tình mặc nó mà không có khăn trùm đầu. Theo tờ báo Iran Sahari Online đưa tin, Elna Rikabi, vận động viên của đội tuyển leo núi quốc gia Iran, sau khi trở về từ Hàn Quốc đã tới thăm tiến sĩ Sayyid Hamid Sayyadi, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Iran. Trong buổi gặp gỡ, Rikabi đã báo cáo với Bộ trưởng về quá trình tập luyện chuyên môn, việc tham gia giải vô địch châu Á và thành tích của bản thân. Elna Rikabi cũng nói với Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên về tương lai thể thao của mình và những kế hoạch đã xác định, bao gồm cả việc tham gia và thi đấu tại Thế vận hội Paris 2024. Trong cuộc gặp, anh trai Kim huấn luyện viên của Rekabi cũng có mặt. Tiến sĩ Sayadi tuyên bố về những hỗ trợ mới của Bộ đối với các vận động viên, đặc biệt là các vận động viên quốc gia, khuyến khích Rekabi tiếp tục sự nghiệp của mình. Ông nói: Bộ Thể thao và Thanh niên thuộc về tất cả các vận động viên và theo cách này, tất cả những nguồn lực của Bộ đang và sẽ phục vụ các vận động viên. Rekabi 33 tuổi, cô đã thi đấu và không che đầu khi đại diện cho Iran tham gia một cuộc thi leo núi ở Hàn Quốc. Tại thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình chưa từng có ở Iran về cái chết của một người phụ nữ trẻ bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì ăn mặc không phù hợp. Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước khi đến Tehran, Rekabi đầu đội mũ bóng chày và áo hoodie cho biết cô đã trở lại trong tình trạng sức khỏe tốt và xin lỗi người dân Iran vì những xáo trộn và lo lắng mà tôi đã gây ra. Tôi vội vàng khi mang giày và chuẩn bị phụ kiện leo núi khiến tôi quên mất chiếc khăn che mặt mà tôi nên đeo vì đã đến lượt tôi đi đến bức tường và leo lên. Theo một đoạn video đăng trên Twitter, một đám đông những người hâm mộ đã cố vũ, vỗ tay và ghi lại cảnh tượng này trên điện thoại di động khi cô được dẫn ra khỏi sân bay. Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản Instagram của mình hôm thứ Ba, Rikabi đã trích dẫn lịch trình tồi tệ là lý do cho cuộc thi của cô ấy mà không có khăn trùm đầu, nói rằng cô ấy được gọi lên để leo núi bất ngờ. Rikabi, người đứng thứ tư trong cuộc thi, phủ nhận các bình luận trên truyền hình của cô ấy rằng không thể liên lạc được với cô ấy trong 48 giờ và nói rằng đội trở về Iran theo kế hoạch. Cô cho biết mình không có kế hoạch rời đội tuyển quốc gia. BBC Persian đưa tin hôm thứ Ba rằng bạn bè đã không thể liên lạc được với cô ấy và đã có những lo ngại về sự an toàn của cô ấy. Đại sứ quán của Iran tại Hàn Quốc thông qua Twitter phủ nhận thông tin rằng cô đã biến mất sau cuộc thi. IOC cho biết họ đã nói chuyện với vận động viên và đã nhận được sự đảm bảo từ Ủy ban Olympic Quốc gia Iran rằng cô ấy sẽ không phải đối mặt với những trừng phạt. Một cuộc họp chung đã được tổ chức từ ngày hôm nay giữa Ủy ban Olympic Quốc tế, Liên đoàn leo núi quốc tế và Ủy ban Olympic Iran. Trong đó, IOC và Ủy ban Dịch vụ Quốc tế đã nhận được sự đảm bảo rõ ràng rằng cô Rekabi sẽ không phải chịu bất kỳ hậu quả nào và sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu. Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết một cuộc họp chung khác sau đó đã được tổ chức giữa các nhóm và recap. Người phát ngôn cho biết thêm rằng IOC sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình trong những ngày và tuần tới. Vào tháng trước, việc người phụ nữ tên Masha Amini tử vong khi bị cảnh sát đạo đức của Cộng hòa Hồi giáo giam giữ với cáo buộc trang phục không phù hợp đã gây ra các cuộc biểu tình khắp cả nước. Nhiều phụ nữ tham gia biểu tình đã cởi bỏ và đốt khăn trùm đầu của họ. Các cuộc biểu tình gây ra bởi cái chết của Armeni đã trở thành một trong những thách thức táo bạo nhất mà Cộng hòa Hồi giáo phải đối mặt kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Mặc dù tình trạng bất ổn dường như không thể lật đổ chế độ